áp về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay áp về danh. Chào tất cả các con và chào mừng các con đã đến với tiết học ngày hôm nay. Ngày hôm nay cô rất vui khi được gặp lại các con trong tiết học tiếng Việt. Hy vọng rằng cô trò mình sẽ có một tiết học thật là thú vị nhé. Ở bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu bài 4 có tên là Cô Gió. Và trước hết chúng ta sẽ cùng nhau khởi động bằng câu hỏi sau. Hãy nói về lợi ích của gió đối với người và vật theo gợi ý sau. Ví dụ, lợi ích của gió đối với người và vật như là làm trong chóng quay này, làm mây bay này và đẩy thuyền đi. Ngoài ra, lợi ích của gió còn rất nhiều nữa. Thế thì các con hãy cùng chia sẻ với bạn bè của mình hoặc với người thân về lợi ích của gió nhé. Vậy không biết gió đóng vai trò quan trọng như thế nào đối với đời sống của chúng ta? Thế thì bây giờ chúng mình sẽ cùng đến với bài tập đọc ngày hôm nay có tên là Cô Gió. Trước hết, cùng với tất cả các con hãy ngồi thật ngay ngắn, nhìn vào màn hình hoặc sách giáo khoa và lắng nghe cô đọc mẫu bài tập đọc này nhé. Cô Gió. Người ta gọi cô là gió. Việc của cô là đi khắp đó đây. Trên mặt sông, mặt biển, cô giúp cho những chiếc thuyền đi nhanh hơn. Cô đưa mây về làm mưa trên các miền đất khô cạn. Vì tính cô hay giúp người nên ai cũng yêu cô. Cô không có hình dáng, màu sắc, nhưng cô đi đến đâu ai cũng biết ngay. Cô gió kìa! Cô cất tiếng chào những bông hoa, những lá cờ, chào những con thuyền, những trong chóng đang quay. Cô cất tiếng hát. Tôi là ngọn gió, ở khắp mọi nơi, công việc của tôi không bao giờ nghỉ. Tôi không có dáng hình, nhưng điều đó chẳng sao. Hình dáng của cô là ở những việc có ích mà cô làm cho người khác. Dù không trông thấy cô, người ta vẫn nhận ra cô ngay và gọi tên cô Gió, theo Xuân Quỳnh. Bây giờ, cô mời tất cả các con hãy luyện đọc các từ ngữ khó ở trong bài tập đọc này với cô nào. Đi khắp đó đây, chiếc thuyền, làm mưa, giúp người, miền đất, hình dáng. Cất tiếng chào, cất tiếng hát, hình dáng. Để luyện đọc tốt từng đoạn thơ cũng như là bài từng đoạn văn và bài văn Cô Gió thì bây giờ chúng mình sẽ cùng luyện đọc câu văn dài này cùng với cô nào. Trên đây cô đã ghi dấu ngắt nghỉ để cho chúng mình ngắt nghỉ chính xác rồi. Vậy thì lần một cô sẽ đọc mẫu. Tiếp theo các con hãy luyện đọc thầm hai câu này nhé. Vì tính cô hay giúp người nên ai cũng yêu cô. Hình dáng của cô là ở những việc có ích mà cô làm cho người khác. Bây giờ, chúng mình đọc thầm hai câu văn này nào. Trong bài văn Cô Gió, có một số từ ngữ sau cần phải giải thích. Khô hạn có nghĩa là khô, không có nước. Dáng hình có nghĩa là hình của một vật làm thành vẻ riêng bên ngoài của nó. Vừa là vừa rồi, chúng mình đã cùng luyện đọc từ khó này, luyện đọc câu văn dài và lắng nghe cô giải nghĩa từ. Đố các con biết bài Cô Gió được chia thành mấy đoạn? À, vậy để xem các con trả lời có chính xác hay không thì chúng mình sẽ cùng nhìn vào màn hình nhé. Đoạn thứ nhất, từ đầu đến Cô Gió kìa. Đoạn thứ hai tiếp theo đến Không Bao Giờ Nghỉ. Và đoạn số 3 chính là đoạn còn lại. Cô chúc mừng tất cả các bạn đã đưa ra những phương án chính xác. Vậy là bài Cô Gió của chúng mình được chia thành 3 đoạn. Rất tốt rồi đấy. Chúng mình có thể thấy ai cũng yêu quý cô gió vì cô luôn đi khắp đó đây để làm những việc có ích đúng không nào? Bây giờ chúng mình sẽ cùng đến với phần tìm hiểu bài. Câu hỏi số 1 của cô như sau. Cô gió đã giúp gì cho thuyền vào mây? Chúng mình hãy cùng nghĩ và trả lời cho cô câu hỏi này nào. À, đúng rồi đấy các con ạ. Cô gió giúp đẩy thuyền đi nhanh hơn, đưa mây về làm mưa. Vậy, trên đường đi, cô gió đã chào những ai? Trên đây cô có hình ảnh gợi ý
Chúng mình hãy trả lời cô nhé. À đúng rồi đấy. Trên đường đi, cô gió đã trao bông hoa này, lá cờ, những con thuyền, những chòng chóng quay. Rất tốt. Đố các con biết, vì sao ai cũng yêu mến cô gió nhỉ? Vì sao nhỉ? À, đúng rồi đấy các con ạ. Ai cũng yêu mến cô gió vì cô luôn làm những việc có ích. Như chúng mình có thể thấy, trong bài văn cô gió này, ai cũng yêu mến cô gió, ai cũng yêu quý cô gió vì cô luôn đi khắp đó đây để làm những việc có ích. Thông qua bài này thì chúng ta thấy rằng chúng ta biết liên hệ đến bản thân mình. Các con hãy cố yêu mến cuộc sống, luôn vui tươi, làm việc có ích. Và chính vì điều đấy sẽ khiến cho tất cả mọi người yêu quý và yêu mến mình hơn đấy. Vậy là vừa rồi chúng ta đã tìm hiểu thật kỹ bài tập đọc Cô Gió. Bây giờ chúng mình sẽ đến với phần tiếp theo, đó chính là phần nghe viết. Phần nghe viết của chúng ta ngày hôm nay sẽ là bài Ai dậy sớm. Chúng mình hãy cùng đọc cùng với cô đoạn trích của bài này nhé. Ai dậy sớm? Ai dậy sớm bước ra ngoài nhà cau ra hoa đang chờ đón. Ai dậy sớm đi ra đồng cả vừng đông đang chờ đón. Ai dậy sớm chạy lên đồi đất trời đang chờ đón võ quả. Đây là bài thơ với một câu thơ là ba chữ. Chúng mình lưu ý đầu các câu thơ viết hoa, cách mỗi một câu thơ chúng mình sẽ cách một dòng. Cuối ba câu thơ cuối của ba đoạn thơ đều kết thúc bằng dấu chấm than. Đừng quên khoảng cách giữa các con chữ là một con chữ O tưởng tượng. Với những bài thơ, những câu thơ cách là ba chữ thì chúng mình sẽ cách lấy bốn ô ly cho cô nhé. Trên đây là phần viết và bây giờ các con hãy ngồi thật ngay ngắn, mở vở ra, cầm bút lên và viết những dòng chữ thật đẹp, sau đó đưa cho mẹ và cho anh chị xem các con nhé. Còn sau đây sẽ là phần bài tập chính tả. Tìm trong bài chính tả các tiếng chứa các vần ai hoặc ay. Ví dụ có tiếng chạy. Đúng không nào? Ngoài tiếng chạy ra, bạn nào tìm được tiếng nào nữa không? À, chúng mình ạ, chỉ có tiếng chạy thôi nhé. Tiếp theo, các con hãy tìm từ ngữ có tiếng chứa vần ai hoặc ay để gọi tên từng sự vật dưới đây. Hình ảnh số 1, hình ảnh đầu tiên chúng ta có hoa mai. Tiếp theo là quả vải, bao tay hoặc găng tay. Và chiếc máy, đúng không nào? Rất tốt. Tiếp theo là bài tập số 3. Chọn tiếng ở bông hoa ghép được với tiếng ở cành lá để tạo thành từ ngữ. Bây giờ chúng mình hãy cùng đọc các tiếng ở bông hoa nào. Siêng, thông, hiền, dũng. Và các tiếng ở cành lá. Năng, lành, cả, mình. Minh và mẫu của cô là từ siêng năng. Trên đây là các từ ngữ cô ghép được. Siêng năng, thông minh, hiền lành, dũng cảm. Còn các con ghép được từ ngữ nào? Các con hãy chia sẻ với cô và bạn bè nhé. Bài tập số 4. Với những từ ngữ có được ở bài tập vừa rồi, chúng mình hãy đặt cho cô từ 1 đến 2 câu. Cô chiếu lại các từ ngữ này. Siêng năng, thông minh, hiền lành, dũng cảm. Và cô có mẫu các câu như sau. Bạn An rất thông minh. Những vị anh hùng đã dũng cảm chiến đấu cứu nước. Vậy là bây giờ chúng mình hãy đặt từ 1 đến 2 câu vào trong vở. Sau khi đặt xong, các con hãy trao đổi câu văn của mình cho bố mẹ và cho anh chị. Còn bây giờ chúng mình sẽ đến với bài tập đọc bài kể chuyện Chuyện ở phố cây xanh. Trước hết, chúng mình hãy quan sát bốn bức tranh ở trên đây và cho cô biết bốn bức tranh này vẽ những gì. Chúng ta có thể thấy hình ảnh
số 1 đúng không nào? Đó, chúng ta thấy là những cái căn nhà, rất là nhiều những căn nhà xuất hiện và thấy có một biển hiệu là phố ấm trà. Tiếp theo là hình ảnh một bạn đang gắn cái ngôi sao lên trên tường và có một bạn khác nói rằng là cậu làm không đúng rồi. Đến đoạn số 3 thì là bạn đấy đang sơn ở những cái hàng rào. Và đoạn số 4 chính là hình ảnh phố rất là đẹp. Vậy thì không biết là câu chuyện này diễn ra như thế nào? Thì bây giờ cô mời tất cả con hãy cùng quan sát và lần lượt từng bức tranh một và lắng nghe cô kể mẫu câu chuyện chuyện ở phố cây xanh. Câu chuyện xin phép được bắt đầu. Chuyện ở phố cây xanh. Dê con là một họa sĩ nổi tiếng, sống ở phố cây xanh. Dê con treo các ấm trà trong khu vườn của mình. Thấy khu vườn đẹp quá, cư dân xung quanh đều làm theo. Từ đó, phố cây xanh còn được gọi là phố ấm trà. Khi hưu con chuyển đến phố cây xanh, cậu nhìn khắp phố rồi trang trí những ngôi sao cho khu vườn của mình. Cún con nhìn thấy bèn góp ý. Cậu làm không đúng rồi. Vườn nhà ở phố chúng ta chỉ treo ấm trà thôi. Hưu con đáp. Mình biết, nhưng mình có ý tưởng riêng. Mình trang trí vườn theo cách mình yêu thích. Trở về nhà sau cuộc trò chuyện với hươu con, cún con suy nghĩ mãi, rồi cậu quyết định thay đổi cách trang trí khu vườn nhà mình. Cậu sơn hàng rào cho khu vườn bằng màu xanh mà cậu yêu thích. Mọi người nhìn thấy hươu con và cún con làm, liền thích thú với trang trí lại khu vườn theo sở thích của mình. Bây giờ, phố cây xanh có nhiều ngôi nhà, có những khu vườn được trang trí khác nhau. Vậy là câu chuyện đã kết thúc rồi. Các con thấy đấy. Ban đầu, phố này được gọi là phố ấm trà vì tất cả nhà nào cũng giống nhau đều trang trí ấm trà lên trên đó. Tuy nhiên, khi Hiếu con đến, Hiếu con đã trang trí căn nhà của mình một cách khác biệt, đó chính là gắn những ngôi sao lên. Cún con thấy vậy, về lại sơn hàng rào của mình. Sau khi tất cả mọi người cùng thấy cún con và hươu con trang trí như vậy, thì mọi người cũng muốn trang trí theo cách riêng của mình. Chính vì thế, phố của các bạn trở nên phong phú hơn, đẹp hơn và bạn nào cũng được sống trong căn nhà mà mình, có cái cách trang trí mà mình vô cùng yêu thích. Như vậy, thông qua câu chuyện này, cô muốn gửi gắm đến các con là chúng mình hãy cố gắng thể hiện khả năng của mình và đừng bao giờ lo là những cái điều mà mình làm khác so với những người khác. Chính vì thế mới tạo nên sức riêng, chính vì thế mới tạo nên ấn tượng riêng và con người riêng. Còn bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhìn lần lượt từng bức tranh một và kể lại câu chuyện này nhé. Chuyện ở phố cây xanh. Dê con là một họa sĩ nổi tiếng, sống ở phố cây xanh. Dê con trèo các ấm trà trong khu vườn của mình. Thấy khu vườn đẹp quá, cư dân xung quanh đều làm theo. Từ đó, phố cây xanh còn được gọi là phố ấm trà. Hữu con chuyển đến phố cây xanh, cậu nhìn khắp phố rồi trang trí những ngôi sao cho khu vườn của mình. Cún con nhìn thấy bèn góp ý. Cậu làm không đúng rồi. Vườn nhà ở phố chúng ta chỉ treo ấm trà thôi. Hưu con đáp. Mình biết, nhưng mà mình có ý tưởng riêng. Mình trang trí vườn theo cách mà mình yêu thích. Trở về nhà sau cuộc trò chuyện với hưu con, cún con suy nghĩ mãi, rồi cậu quyết định thay đổi cách trang trí khu vườn nhà mình. Cậu sơn hàng rào cho khu vườn theo màu xanh mà cậu yêu thích. Mọi người nhìn thấy hươu con và cún con làm liền thích thú về trang trí lại khu vườn theo sở thích của mình. Bấy giờ, phố cây xanh có nhiều ngôi nhà, có khu vườn được trang trí khác nhau. Vậy là vừa rồi, chúng mình đã cùng nhau lắng nghe và kể câu chuyện chuyện ở phố cây xanh. Các con hãy lựa chọn từ 1 đến 2 bức tranh mà các con yêu thích nhất, sau đó kể lại
câu chuyện. Bạn nào giỏi có thể kể lại toàn bộ câu chuyện cũng được. Và đừng quên lan tỏa câu chuyện này tới nhiều người hơn nữa nhé. Còn bây giờ, chúng mình sẽ đến với bài tập tiếp theo, đặt tên cho bức tranh. Hãy quan sát tranh và trả lời câu hỏi sau đây. Bức tranh có tên là gì? Bạn Lam có những nét gì đáng yêu? Theo em, vì sao bức tranh có tên như vậy? Trên đây là đáp án của cô. Bức tranh có tên là Cô bé có mái tóc biết nhảy. Bạn Lam có những nét đáng yêu là tóc xoăn dài, mắt tròn, má hồng, nhảy giỏi. Theo em, bức tranh có tên như vậy vì mái tóc xoăn của Lam đẹp và duyên dáng nhưng nhảy theo cùng bước nhảy của bạn. Bây giờ, chúng mình hãy cùng giới thiệu với bạn bức tranh mà em thích. Chắc hẳn mỗi chúng ta sẽ có một bức tranh yêu thích khác nhau. Vậy thì chúng mình yêu thích bức tranh nào? Chúng mình hãy chia sẻ với các bạn nhé. À, cô Nhi có gợi ý như sau. Em thích bức tranh Chú Lĩnh Chỉ Dũng Cảm. Giới thiệu với bạn, bức tranh Chú Lĩnh Chỉ Dũng Cảm là bức tranh về cuộc phiêu lưu khó khăn, gian khổ của chú lính chỉ đồ chơi, bị thiếu một chân với một trái tim yêu thương vĩnh cửu. Các con có thể tìm đọc bức tranh, tìm đọc câu chuyện Chú Lĩnh Chỉ Dũng Cảm này và cùng tìm hiểu nội dung của câu chuyện nhé. Còn bây giờ sẽ là phần vận dụng. Phần vận dụng ngày hôm nay các con hãy đọc một bài văn về trẻ em và hãy viết vào phiếu đọc sách những điều em đã chia sẻ về tác giả, tên bài văn và từng yêu thích. Như vậy bài học đến đây là kết thúc mất rồi. Hy vọng rằng thông qua câu chuyện này, thông qua bài học này thì chúng mình đã yêu thêm hơn bản thân mình này, biết yêu quý, trân trọng những vẻ đẹp riêng và hơn thế nữa, mỗi chúng ta đều có những ấn tượng, những suy nghĩ vô cùng độc đáo và chính điều đấy đã tạo nên cái sức hút và bản sắc riêng của mỗi chúng ta. Xin hẹn các con ở các tiết học tiếp theo. Xin chào tất cả các con. Khóa học viên rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của viên rách.